Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Quyết tâm cô lập 777 km2 tại khu vực Kerch của Nga về phía tây nam sông Seim. Quân đội Ukraine và lực lượng không quân đã tấn công dữ dội trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 và cả 3 cây cầu bắc qua con sông này. Các kỹ sư Nga đã được huy động, đã gấp rút thi công các cây cầu phao trên sông Seim và đưa thuyền tới lắp ghép các đoạn cầu khác nhau. Tuy nhiên, Ukraine lường trước được động thái này. Họ đã phóng các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV để chặn toàn bộ đoàn xe của các kỹ sư và phóng rocket để làm nổ tung các con thuyền vào cầu phao trên mặt nước. 6 ngày sau chiến dịch trên không, kết quả là một vùng rộng lớn ở Kerch và bất kỳ binh lính Nga nào ở đó đều bị cắt đứt khỏi nguồn tiếp tế và lực lượng tiếp viện. Một lựa chọn khác là tiếp tế trên không quy mô lớn, nhưng lực lượng Ukraine đã khiến cho không phận ở Kerch trở nên cực kỳ khắc nghiệt với trực thăng Nga. Việc Ukraine quyết tâm cô lập Kerch ở tả ngạn sông Seim là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy động thái tiếp theo của họ 15 ngày sau cuộc đột kích vào Kerch có lẽ là một cuộc tấn công trên bộ qua sông Seim vào cùng khu vực mà họ vừa cô lập. Dấu hiệu đầu tiên, Ukraine đang nhắm tới cây cầu ở Kerch là hôm 16 tháng 8 khi các hình ảnh xuất hiện mô tả thiệt hại ngày càng nghiêm trọng. Kết quả của cuộc tấn công liên tiếp đối với một nhịp cầu bê tông bắc qua sông Seim ở Gluskovo cách tiền tuyến khoảng 14 km về phía tây của Kerch. Các cuộc tấn công vào các cây cầu diễn ra ở phía tây trong 3 ngày tiếp theo. Cho đến ngày 19 tháng 8, các tên lửa và bom đã tấn công các nhịp cầu ở Zvanye và Karis, gây thiệt hại nặng nề hoặc phá hủy cả hai. Với cuộc đột kích vào cây cầu Karis hôm 19 tháng 8, Nga không còn cách thức dễ dàng nào để đưa các phương tiện vào Kerch ở phía tây nam sông Seim. Vì vậy, họ đã triển khai các đơn vị kỹ thuật với cầu phao và thuyền. Khi xem xét kỹ hình ảnh vệ tinh, phóng viên Mark Krutov đã xác định được việc xây dựng ít nhất 3 cây cầu phao. Tuy nhiên, nếu Krutov có thể nhìn thấy những cây cầu phao, thì tình báo Ukraine cũng có thể quan sát được chúng. Các FPV của Ukraine đã chặn một số đơn vị xây cầu khi họ đang di chuyển trên đường. Các UAV cũng đã xác định được vị trí của các đơn vị khác nhau, đang cầu hoặc thả các đoạn phao cho đúng vị trí. Có lẽ kịch tính nhất là việc các tên lửa M-30-31 do hệ thống pháo phản lực HIMARS của Ukraine được Mỹ cung cấp đã bắn hàng trăm quả bom bi cỡ lựu đạn vào một trong những đoạn cầu phao mà Nga đang xây dựng. Các cuộc tấn công vẫn tiếp tục cho đến ngày 19 tháng 8, khi các lực lượng Ukraine tấn công các cây cầu phao và thiết bị kỹ thuật ở phía tây khu vực hoạt động của họ tại quận Gluskovo. Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine CDS đưa tin. Cũng theo CDS, quân đội Ukraine đặt mục tiêu vượt qua đối thủ trong việc triển khai lực lượng theo hướng này. Việc phá hủy các cây cầu chính là chìa khóa. Nga không còn cách nào dễ dàng để vào khu vực đó của Kerch, nhưng Ukraine có thể vào bằng cách vượt qua biên giới. Với điều kiện phòng không an toàn hơn, Nga có thể chỉ cần tiếp tế và tăng cường quân đội của họ giữa Seim và biên giới bằng trực thăng. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng các tên lửa đất đối không và các máy bay không người lái FPV, quân đội Ukraine đã bắn hạ một số trực thăng Nga tại khu vực Kerch kể từ khi tiến hành cuộc đột kích vào ngày 6 tháng 8. Một quan chức Mỹ đã nói với hãng tin ABC News rằng lực lượng Ukraine vẫn chưa thiết lập được tuyến phòng thủ khi họ tiếp tục hoạt động vào khu vực Kerch của Nga. Mặc dù điều này có thể phản ánh sự tự tin của Ukraine vào thành công tiếp theo của cuộc tấn công, một số quan chức Mỹ lo ngại rằng việc không sớm triển khai lực lượng có thể khiến cho quân đội nước này dễ bị tổn thương trong cuộc phản công sắp tới của Nga. Lúc ban đầu, Nga không coi trọng vấn đề này lắm, quan chức Mỹ cho biết. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, thiếu tướng Pat Ryder đã cho biết Mỹ chỉ thấy một số ít lực lượng Nga tiến về phía Kerch. Tuy nhiên, theo quan chức này, hiện Mỹ đang chứng kiến làn sóng quân đội Nga thứ hai đáng kể đang chuẩn bị tăng cường cho khu vực, đến từ cả vị trí ở Ukraine và Nga. Một số đơn vị có thể đến trong vài ngày, còn phần lớn quân tiếp viện dự kiến sẽ đến trong vài tuần. Theo Mark Kansian, cựu đại tá thủy quân lục chiến và cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, việc Ukraine tìm kiếm những lợi ích gia tăng trong khu vực mà không tăng cường khả năng phòng thủ có thể là một sự đánh đổi tốn kém. Lời khuyên này phù hợp với mục tiêu đã nêu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là tạo ra một vùng đệm bên trong nước Nga. Bất chấp mối nguy hiểm do lực lượng Nga tiến vào gây ra và rủi ro bị kéo căng quá mức, các đơn vị tiền phương đã cắt đứt hoặc khiến cho các khu vực khác của mặt trận thiếu quân. Các chuyên gia cho biết, sáng kiến của Ukraine ở Kerch đã thành công trong việc buộc Nga phải đưa ra những quyết định khó khăn về cách phân bổ các nguồn lực hữu hạn của mình. Theo nguồn tin, Điện Kremlin đã bất ngờ trước cuộc tấn công của Ukraine
nhưng bản thân Kiev cũng có thể bất ngờ trước những thắng lợi nhanh chóng của nước này. Mick Lovroy, cộng tác viên của ABC News, từng là sĩ quan bán quân sự của CIA và là phó trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, ban đầu, mục đích của cuộc tấn công vào Kurt là nhằm phục vụ mục đích tâm lý, tương tự như cuộc không kích của Doolittle trong Trân Châu Cảng. Nhưng mục đích này đã thay đổi dựa trên thành công của cuộc không kích này. Lực lượng Ukraine đã có mặt ở khu vực Kurt hơn 2 tuần. Ông Kansayan nói, trong vài ngày tới, chúng ta sẽ xem người Ukraine sẽ làm gì và liệu họ có tiếp tục chiến lược chỉ nhấm nháp này hay không, liệu họ có chuyển sang thế phòng thủ hay không, liệu họ có cố gắng thực hiện một cuộc tấn công lớn hay không. Điều mà tôi nghĩ là không có khả năng xảy ra, nhưng không phải là không thể. Mới đây, Nga đã đăng video cho thấy lực lượng Ukraine đang tham gia tấn công Kurt liên tiếp đầu hàng. Toàn bộ một đơn vị quân đội Ukraine được cho là đã hạ vũ khí. Quân đội Ukraine tham gia tấn công của Kiev vào tỉnh Kurt của Nga bắt đầu liên tục đầu hàng. Thiếu tướng Avdi Alodinov, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat từ Cộng hòa Chechnya của Nga, nói với RIA Novosti hôm 17 tháng 8 theo giờ địa phương. Vị tướng này cho biết, Akhmat và các đơn vị quân đội Nga khác đã loại bỏ kẻ thù một cách có hệ thống, đồng thời nói thêm rằng lực lượng Kiev bắt đầu đầu hàng ở mọi nơi trên tiền tuyến trong khu vực. Tướng Alodinov, người được bổ nhiệm làm Tổng cục Phó Tổng cục Chính trị Quân sự các lực lượng vũ trang Ukraine vào tháng 4, cho biết các lực lượng dự bị của quân đội Ukraine đang cạn kiệt. Trước đó ngày 17 tháng 8, tướng Alodinov viết trên tài khoản Telegram rằng ít nhất 5 chiến binh Ukraine đã bị đơn vị lực lượng đặc nhiệm bắt làm tù binh trong vài ngày qua, bao gồm một thành viên của trung đoàn Azov tân phát xít. Một đoạn video cho thấy gần chục tù binh chiến tranh Ukraine bị lính Nga đã áp giải xuất hiện trên mạng xã hội. Theo RIA Novosti, video cho thấy binh sĩ một đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới độc lập số 22 của Ukraine đã hạ vũ khí và liên lạc với quân đội Nga thông qua một kênh Telegram chuyên dụng. Tổng cộng 24 binh lính Ukraine phục vụ trong đơn vị đã đầu hàng Nga. RIA đưa tin, theo hãng thông tấn, những người này bị bắt làm tù binh gần làng Komarovka, cách biên giới Nga với Ukraine khoảng 19 km. Một số kênh Telegram quân sự của Nga cũng tuyên bố rằng binh sĩ Ukraine bắt đầu hạ vũ khí hàng loạt. Trong những ngày qua, một số người được cho là đã đầu hàng ngay sau khi vượt biên giới Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho đến nay vẫn chưa bình luận về các thông tin trên. Bộ cũng không công bố bất kỳ thông tin chính thức nào về tổng số tù binh chiến tranh Ukraine đầu hàng ở tỉnh Kurt. Trong tuyên bố mới nhất về tình hình ở Kurt, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine đã mất 300 binh lính, 31 thiết bị hạng nặng trong 24 giờ qua, bao gồm 3 xe tăng, một hệ thống phòng không Iris-T do Đức sản xuất. Quân đội Ukraine tiến hành cuộc tấn công vào khu vực biên giới của Nga trong tuần trước. Tổng cộng, Ukraine đã mất hơn 3.100 binh lính, 44 xe tăng và 43 xe bọc thép chở quân, 5 hệ thống phòng không và 6 bệ phóng tên lửa đa nòng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến dịch, theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga. Nga cáo buộc quân đội Ukraine nhắm mục tiêu bừa bãi vào dân thường trong cuộc tấn công tỉnh Kurt. Đầu tuần này, quyền thống đốc Alexei Smirnov cho biết rằng 12 người đã thiệt mạng và hơn 120 người bị thương trong cuộc tấn công. Ông bổ sung rằng hơn 120.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực này. Theo một báo cáo mới, một vị tướng cấp cao của Nga chịu trách nhiệm đã làm suy yếu khả năng phòng thủ ở biên giới Kurt với Ukraine vào đầu năm nay, trong bối cảnh Moscow đang phải vật lộn để ngăn cản bước tiến của lực lượng Ukraine. Đại tá Alexander Lapin là một chỉ huy nổi tiếng của Nga từng bị chỉ trích vì cách xử lý nỗ lực xung đột của Điện Kremlin năm 2022 đã bị một hội đồng bao gồm nhiều cơ quan chức năng Nga có nhiệm vụ bảo vệ biên giới Nga ở khu vực Sumy của Ukraine bãi nhiệm. Tờ Wall Street Journal đưa tin ngày 21 tháng 8, Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào Kurt được 2 tuần. Lực lượng Ukraine nhanh chóng qua biên giới và Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Đại tá Oleksandr Sinsky đã tuyên bố rằng tính đến thời điểm ngày 21 tháng 8, Kiev đã kiểm soát được gần 489 dặm vuông lãnh thổ và 93 khu định cư ở Kurt. Hoạt động này đang diễn ra đúng như tôi mong đợi, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong bài phát biểu tối hôm thứ Bảy. Bây giờ chúng tôi đang củng cố vị trí của mình, chỗ đứng của sự hiện diện của chúng tôi đang trở nên mạnh mẽ hơn. Các quan chức cấp cao của Nga đã nhiều lần tuyên bố quân đội nước này trong một chiến dịch chống khủng bố ở cơ quan an ninh liên bang FSB chỉ đạo đã ngăn chặn được những thành quả của Ukraine. Câu chuyện này đã bị phản bác bởi một số blogger quân sự có ảnh hưởng của Nga, các nguồn tin của Ukraine và các nhà phân tích phương Tây phản ứng hỗn loạn và cho đến nay vẫn chưa thành công trong việc ngăn chặn bước tiến của Kiev. Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga cho biết hôm thứ Ba rằng hơn 122.000 công dân dọc biên giới đã được sơ tán.
Tốc độ giành chiến thắng của Ukraine và mức độ phòng thủ ít ỏi của Nga trong khu vực được cho là đã khiến Moscow bối rối, ngay cả khi Ukraine ra tín hiệu cho họ rằng không có ý định duy trì sự hiện diện lâu dài ở Kursk. Ông Lapin bị cách chức người đứng đầu quân khu trung tâm của Nga vào tháng 10 năm 2022 khi có nhiều chỉ trích xoay quanh bộ chỉ huy quân sự của Nga. Ukraine nhanh chóng giành lại lãnh thổ trong cuộc phản công chớp nhoáng vào thời điểm đó. Ông Lapin đã bị nhiều tiếng nói có uy tín ở Nga đổ lỗi, chẳng hạn như nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov và cố lãnh đạo tập đoàn lính nước ngoài Wagner Yevgeny Prigozhin vì đã để Ukraine chiếm lại Lyman, một trung tâm trung chuyển chiến lược ở miền đông Ukraine. Các báo cáo của các phương tiện truyền thông nhà nước Nga từ đầu năm 2023 sau đó cho rằng Lapin được bổ nhiệm làm tham mưu trưởng lực lượng mặt đất của Moscow. Vào mùa xuân năm 2024, ông trở thành người đứng đầu quân khu Leningrad dọc biên giới phía Tây của Nga với NATO ở châu Âu. Các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ phải đối mặt với thất bại ở khu vực Kursk nếu họ quyết định giữ vị trí của mình. Thiếu tá lực lượng vũ trang Ukraine Igor Lapin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với cựu phó Rada, ông Borislav Bereza. Ông Lapin nói, từ quan điểm của một người lính lực lượng đặc biệt, khi mặt trận này trở nên tĩnh lặng, chúng tôi đã kết thúc. Ông Lapin lưu ý, quân đội Nga có lợi thế về không quân, pháo binh và số lượng binh sĩ. Theo ông, tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Sisky phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công vào khu vực Kursk. Thiếu tá nói thêm rằng, có kế hoạch của một nghệ sĩ, có kế hoạch của tổng tư lệnh, đây là trách nhiệm của ông ấy. Nhân tiện, kế hoạch chiến lược là gì, không ai biết về điều đó. Ngày 6 tháng 8, các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine đã xâm chiếm lãnh thổ vùng Kursk. Cuộc tiến công của họ đã bị dừng lại. Theo Phó Cục trưởng Cục Chính trị Quân sự của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Avdi Alodinov, hoạt động trong các lực lượng vũ trang Ukraine được giám sát bởi Bộ Chỉ huy phương Tây. Ngày 21 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, trong toàn bộ thời gian hoạt động tác chiến ở hướng Kursk, quân đội Ukraine đã mất hơn 4.400 quân. Tổng cộng trong cuộc giao tranh ở hướng Kursk, đối thủ đã tổn thất hơn 4.400 quân, 65 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 53 xe bọc thép chở quân, 316 xe chiến đấu bọc thép, thông báo cho biết. Ngoài ra, 133 phương tiện, 31 khẩu pháo, 5 hệ thống phóng tên lửa phòng không, 9 bệ phóng MLRS, trong đó có 3 HIMARS và 1 MLRS, 6 trạm tác chiến điện tử, 4 đơn vị thiết bị kỹ thuật, trong đó có 2 phương tiện rà soát kỹ thuật và 1 cơ sở phá bom mìn UR-77 cũng đã bị tiêu diệt. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, chiến dịch tiêu diệt của các đơn vị Ukraine vẫn đang tiếp tục. Trong ngày qua, tổn thất của Ukraine lên tới 300 quân nhân và 26 xe bọc thép, bao gồm 6 xe tăng, 3 xe bọc thép chở quân, 17 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 2 ô tô, 4 khẩu pháo và 2 bệ phóng tên lửa hàng loạt. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!